Xem một màn trình diễn rất là đẹp mắt của Lân nghệ thuật đoàn Lân Sư Đồng Tam Quang, có địa chỉ tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu. Bây giờ chúng ta thấy là rất là đông bà con đã tề tựu về đây để xem đoàn Lân nghệ thuật Lân Sư Đồng Tam Quang múa tối đêm nay tại công viên chợ Xuân Lộc. Rồi, bây giờ các bạn tiếp tục đi múa nha. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bây giờ các bạn tiếp tục đi múa rồi. Các bạn tiếp tục đi múa tiệm vàng. Các bạn tiếp tục nha. Hôm nay thì rất là nhiều show. Rồi hôm nay thì tiếp tục nha, các bạn tiếp tục sẽ có một cái show tiếp theo đó là tiệm vàng. Rồi rất là y bài nha, rất là y bài. Thì xin hôm nay các bạn là một ngày ra quân đầu năm rất là y bài nha. Các bạn có một ngày ra quân đầu năm y xì luôn nha. Bây giờ thì các bạn đang múa cho một cái tiệm vàng ở ngay đây luôn. Chào anh. Vậy mà có duyên với anh nha, mấy lần rồi nha. Thấy bà con quá trời bà con nha. Wow, chúng ta nhìn thấy là bà con quá chừng luôn nha. Bà con đã về đây tập trung về cái tiệm vàng ngay chợ Xuân Lộc đây. Các bạn rất là may mắn nha. Lân Tam Quang hôm nay đi biểu diễn với 6 đầu lân. Và bây giờ đang đặt ở trước gia chủ đây là 3 đầu lân. Múa cho một tiệm vàng tại chợ Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu. Đây là một tiệm vàng thường xuyên ủng hộ các cái đoàn lân lớn của thị xã Sông Cầu nha. Đó, chúng ta thấy các bạn đã về đây rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem cái màn biểu diễn lân. Thời tiết hôm nay thì không mưa nha. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 thời tiết không mưa. Bà con đi làm việc rất là thoải mái. Không khác như mấy ngày trung thu nha. Và chúng ta tiếp tục xem các bạn trình diễn rất là tham quan. Rất là trời đông luôn, rất là đông, bà con đã về đây rồi, rất đông. Wow,
chúc mừng năm mới 2024 với bà con nhân dân xã Xuân Lộc thị xã Sông Cầu cùng với đoàn lân nghệ thuật Lân Sư Dòng Tam Quang. Chuẩn bị muối cho gia chủ tại đây. Chúng ta cùng xem nhé. Hôm nay là ngày 1 rất là tuyệt vời đối với Lân Sư Dòng Tam Quang. Chuẩn bị xem một màn múa lân tiếp theo và chúc cho gia chủ năm mới làm ăn phát tài phát lộc nha, đồng hành với Lân Sư Dòng Tam Quang. Chúng ta xem nha, Lân nghệ thuật Sư Dòng Tam Quang đang múa chúc mừng gia chủ làm ăn phát đạt tại chợ Xuân Lộc thị xã Sông Cầu tối đêm nay. Chúng ta xem là quá trời bà con nha, rất là đông bà con đã về đây rồi. Bây giờ thì có lẽ nói là tắt đường cục bộ tại khu vực chợ Xuân Lộc, bởi vì bà con tới đây xem quá trời đông luôn đó, cho nên là đường tắt. Chúng ta chờ đợi trong giây lát này để chúng ta xem nha. Wow, chúng ta có thể xem này, lần chưa múa, chưa kịp múa mà đã tắt đường rồi nha. Lần chưa kịp múa đâu nha bà con, lần chưa kịp múa mà đường này đã bắt đầu tắt rồi. Rồi ở đây thì các bạn sẽ múa bằng, có lẽ tôi nhìn thấy là ba đầu lân. Rồi, cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.